Chào các bạn nha, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách khóa xe Mercedes mà không có chìa khóa. Ví dụ như chiếc E300 đây. Đây, chiếc E300. Có nhiều bạn sử dụng cách rất thông minh. Nhiều bạn sử dụng cách rất thông minh đó là gì? Quay lại đây đứa ơi. Đó là gì? Đối với xe như mà còn cái chốt này á, ấn chốt xuống nha. Ấn chốt xuống này, ấn rồi, đóng lại. Mở ra xem. Không được. Bắt đầu bạn chạy lên cửa trước, bạn ấn xuống này, ai rất thông minh. Sau khi ấn ba cửa xong, quay lại cửa trước ấn, đóng lại. Kết quả sao? Vẫn mở ra được. Ai. Nào, tiếp theo, đấy là những dòng xe mà còn chốt. Ví dụ như chiếc GLC 300. Đấy, mẫu này, trên cánh cửa xe không còn chốt. Đây, đối với mẫu GLC thì sao? Mình để chìa khóa ở đây nha. Mẫu GLC, thử xem, trên cánh cửa, không có nút chốt nữa rồi. Đây, nếu mà mình chơi cái trò là ấn nút thì sẽ không được, đúng không ạ? Bây giờ là mình sẽ lên từ cửa sau các bạn ạ, hướng dẫn cách này nha. Lên từ cửa sau và bấm khóa lốc ở cửa trước, lốc lại. Rồi, bây giờ mình ra xe. Đây, đảm bảo được nha. Khóa rồi, cửa trước nha. Và các bạn yên tâm đi, lốc cả bốn cánh cửa rồi và chìa khóa xe vẫn đang ở đây. Đây chính là chìa khóa xe. Mình sẽ bấm mở ra này. Bấm mở nha. Đây, bây giờ mới được. Các bạn thấy sao ạ? Rồi, xong.